Chiều 18 tháng 11, tại khu vực bờ biển thuộc xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, có hàng trăm người dân kéo đến mua và xem mẻ cá đục được một nhóm ngư dân mới kéo lên từ biển. Ông Trần Lình, 67 tuổi, ngụ thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc cho biết, ông cùng nhóm 11 ngư dân trong thôn thường xuyên ra bờ biển của xã để kéo cá. Ngày hôm nay, nhóm của ông kéo được 3 mẻ cá lớn, trong đó mẻ cá khủng nhất có trọng lượng hơn 4 tấn và mất hơn 1 giờ mới đưa được cá lên bờ. Thông tin mẻ cá đù khủng sau khi được kéo lên bờ nhanh chóng được lan truyền nên rất đông người dân kéo đến mua, khiến cho khu vực bờ biển Thịnh Lộc trở nên tấp nập. Do số lượng cá đù nhiều nên sau khi lên bờ được các ngư dân tập kết ngay tại bờ biển, người dân tự do lựa chọn cá để mua. Theo ông Lình, mỗi ký cá đù bán lẻ với giá 25.000 đồng, bán cho thương lái mỗi ký 20.000 đồng. Với hơn 4 tấn cá đù kéo được mang về cho nhóm ông Lình khoảng hơn 100 triệu đồng.